với mình ấy. Mẹ không có tiền ngủ, còn nó cứ bật bên này bật bên kia. Còn kia đâu thì đã mặt lợn về rồi hàng quê về đi cũng là xương cũng bể lái này về lại gặp mình ở đấy, nhưng mà nói chung là thằng ấy là nóng nem nóng tính. Đó, chỗ ăn đá là bắt đầu anh chuẩn rồi để chay thôi. Nhưng mà bây giờ chỗ bờ hồ An Kiên nó đang cuốc lên thì cho nó đi thẳng. Nó là một cái dòng sông ở đấy. Thế mà gọi là cái cầu đất ấy, là cái cầu mà nó nằm ở ngay chỗ nhà hát lớn của mình ấy, là cái chỗ mà đường Trần Phú mình giờ mình đi thẳng ra đường Trần Phú. Đây cho ông ngồi đây. Rồi. Sẵn sàng rồi. Mất uy tín thì lần sau. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cá nó rắn thịt mà nó thơm lắm, nó ngon lắm, giá nó dày đây. Làm sạch sẽ đi. Xong. Con gì mà bắt đi đâu? Chắc phần này.
Bớt cái cơn mệt nhọc lắm. Này lúc đầu nhé, lúc mới làm được cơn khá, giảm được 2 cân. Cái tình hình là chất phấn đấu xong rồi giảm được thế là khoảng 5 cân. Cái lúc mình đi ra thì mình bảo sao đấy, không có nhìn ra gì. Vứt thẳng được cái gì thì chưa vứt ra, vứt dưới đánh lậm ở đây tùng bố phí anh. Rồi xong rồi là đấy, mình nhớ được. Mới ra này. Cho ăn thôi, không phải cho ăn những môi phân gà ấy. Thì giải ra. Thế là cho ăn cái côn trùng lên cái thế là cho ăn là con gì đấy? Con kia ăn. Đấy là nó đi đâu đéo. Chúng nó đi này nó phải làm bậc chứ. Bậc chứ cái gì. Phần mộ của ông dạo này cây hối cũng thay tốt hả? Lúc này không thay tốt. Ừ. Đấy, cái này. Mới như là cái này có hoa hết. Đi ra cũ đi. Con cái này trông khác. Có tiền đâu mà đi ra ngoài được. Lúc đấy nếu mà nhà tép mà không ấy nhá. Này. Mình có cây xanh. Anh Phan với anh Thanh về. Vâng. Cười.
Cảm ơn các bạn.